dòng sông chờ nặng phù sa, lưu bao nỗi nhớ tình cha cuộc đời. Vạt ngô gieo hạt hương trời, luống khoai xanh lá là nơi ươm mầm. 11:45 ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022, một trái tim nhân hậu đã ngừng đập. Sau 97 năm, trái tim ấy đã để lại cho các con, các cháu niềm tự hào về một người cha, người ông, người cụ đức độ, bao dung. Thưa cha kính yêu của chúng con, suốt đời tin và đi theo cách mạng, cha đã góp một phần nhỏ bé để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Cha xứng đáng được nhận những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng. Có thể những phần thưởng đó không được quy ra bằng tiền, nhưng đối với chúng con thì đấy là khối tài sản vô giá, là niềm tự hào cho các thế hệ mai sau. Bởi ở trong ấy có những bài học để làm người tử tế. Thưa cha kính yêu, cả một chặng đường dài gian nan vất vả, cha đã cùng người vợ hiền vượt qua bao sóng to gió lớn để nuôi dạy đàn con, đến nay tất cả đã trưởng thành và sinh sôi nảy nở. Trong đó đại đa số chúng con cũng chỉ là những công dân đã và đang hòa mình vào trong cuộc sống đời thường, cố gắng làm người có ích cho xã hội. Chỉ thế thôi, để cha có quyền tự hào với quê hương, làng xóm, về lớp lớp cháu con của cha. Xin được cầu nguyện cho cha lên đường phiêu về chốn bồng lai tiên cảnh. Hỡi ơi, cha đã ra đi, đất trời vẫn vô ở biệt ly. Cháu con nghẹn nỗi xót thương, dẫu rằng một nhẹ ở vô thường nhân. Cha ơi, bao nỗi gian nan một đời trung nghĩa ở muôn vàn sang trong. Sáu năm tuổi đảng tim hồng, thanh danh rực rỡ chiến công tỏa ngời, tình cha rộng tựa biển khơi, thương con yêu cháu cả đời sẽ
hiền hòa đức độ bao la, lưu đời chữ phúc cây đa bông đề. 97 năm nặng tình quê, tâm cha thanh thản hướng về Tây phương. Siêu sinh tịnh độ mở đường, ngàn hoa đưa tiễn dặm trường. Cha đi. Thưa cha kính yêu, đứa cháu đích tôn của cha đang học tập ở bên Mỹ đã viết những lời vô cùng xúc động. Ông ơi, cháu xin cầu nguyện và niệm Phật hồi hướng cho ông ra đi thanh thản. Cháu xin lỗi, lúc ông đau yếu mà cháu lại không ở nhà chăm sóc. Lỗi là của cháu ông ạ. Ông thứ lỗi cho cháu nhé. Cháu chỉ mong được một lần nữa cọ lưng cho ông tắm như ngày xưa thôi. Ông ơi, giờ cháu đã bảo vệ xong luận văn tiến sĩ và đã có học bổng để làm sau tiến sĩ, thì sao ông không đợi tiếp để cháu được về đưa bằng này, đưa luận văn này trao tận tay ông? Cháu viết những dòng này mà mắt cứ ướt nhòe, không cầm lòng được. Cháu sẽ luôn cố gắng hết mình để ông được tự hào. Cả tuổi thơ và năm đầu tuổi 20, trước khi cháu đi du học, cháu được sống với ông, ngủ trên bụng ông, nghe ông kể chuyện, nghe ông hát các bài ca cách mạng. Các câu chuyện của ông, các bài hát ông dạy, ân tình ông dành cho, cháu sẽ luôn khắc ghi trong lòng. Cháu sẽ dạy lại cho các con của cháu sau này, ông nhé. Cha ơi, cha về với tiên tổ, chúng con luôn cầu nguyện cho cha thiên thu vui cảnh bồng lai cửa Phật.